Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta quay trở lại câu chuyện đi tìm mẹ của anh ca sĩ Randy. Hôm trước thì Phương Văn có chia sẻ một câu chuyện của một người phụ nữ ở Vũng Tàu, cũng chia sẻ rằng là trong gia đình mình trước đây thì người mẹ cũng đã thổ lộ với chị ấy là cái thông tin trước đây có sanh em bé người da màu. Thì vừa rồi Phương Văn có chia sẻ đó quý vị khán giả. Thì hôm nay Phương Văn xin phép anh Randy và xin ý kiến anh để liên lạc với trung tâm xét nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì ở khu vực phía Nam thì tất cả những người đi xét nghiệm lên thành phố Hồ Chí Minh nó tiện hơn. Còn những người phía Bắc thì qua trung tâm Đà Nẵng theo quý vị khán giả. Thực ra và câu chuyện này thì người trong cuộc họ nghi ngờ đâu đó là có cơ sở nha quý vị khán giả. Thì nhưng mà cái điều mà đặc biệt nữa là chúng ta khi muốn xét nghiệm với anh Randy thì phải có sự đồng ý của anh Randy, chứ không phải chúng ta muốn xét nghiệm là xét nghiệm nha quý vị khán giả. Và trong cái video sau đây thì Phương Văn có liên hệ với trung tâm hỏi những cái thông tin, và đồng thời cái giá xét nghiệm cũng không hề rẻ nha quý vị khán giả. Thực ra là xét nghiệm với cha mẹ, với con thì nó khác, còn xét nghiệm với chị em, anh em thì nó khác, cái giá nó sẽ cao hơn nha quý vị khán giả. Trong cái video này thì Phương Văn có trao đổi với chị ở bên trung tâm, và đồng thời sau đó là trao đổi lại với một người chị định xét nghiệm với anh Randy đó. Nhưng mà sau đó chúng ta phải rà soát lại những cái thông tin xem coi có trùng khớp hay không. Chứ nếu mà những cái thông tin mà không có căn cứ thì đi xét nghiệm lại phí tiền. Đây là một điều mà cũng mong muốn cho anh Randy ảnh tìm lại được cội nguồn của mình, mà người trong cuộc đâu đó đau đáu mấy mươi năm trời người ta không dám thổ lộ, hoặc ở đâu đó cũng có một bà mẹ sinh ra em bé da màu không phải anh Randy mà một em bé khác. Thì hy vọng đâu đó họ sẽ biết được cái thông tin mà họ tìm lại cội nguồn của họ, và hy vọng những em bé mà thất lạc đó cũng sẽ có dịp, có cơ hội để quay trở lại Việt Nam tìm lại người thân yêu của mình. Trong video này thì Phương Văn sẽ chia sẻ hai phần. Thứ nhất là trao đổi bên trung tâm xét nghiệm. Thứ hai là trao đổi với chị muốn xét nghiệm với anh ca sĩ Randy đó quý vị khán giả. Rồi những cái thông tin tiếp theo nữa thì Phương Văn sẽ chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn theo dõi chi tiết trong những cái thông tin tiếp theo trong video sau đây. Alo, dạ em chào chị, em tên là Phương Văn chị ạ. À. Dạ, chị em có cái thông tin này về liên quan tới anh Randy á. Bây giờ có một người muốn liên lạc và em cũng hỏi qua ý kiến anh Randy rồi. Thì anh Randy nói liên lạc với trung tâm của mình á. Chị hướng dẫn cái cách mà xét nghiệm như thế nào và lấy mẫu như thế nào, chị hướng dẫn cho em để em gửi ra cho chị ạ. Vâng, chị là mối quan hệ nào với anh Randy đó? Dạ, em là bên kênh Phương Văn Official ạ. Dạ, em có liên lạc với anh Randy rồi, anh Randy cho cái số điện thoại này và anh cũng đồng ý. Vâng, tức là ý của em là bây giờ mình làm xét nghiệm với quan hệ huyết thống với anh Randy đúng không ạ? Dạ, có một chị thì giống như là chị em á, chị em cùng mẹ khác cha cho anh Randy đi. Làm dạ. Chị em. Cái này thì mình có thể tự thu mẫu như là mẫu tóc nhổ có chân vậy nhá, có chân tóc ạ. Dạ. Vâng, hoặc là móng tay, móng chân, cắt cái phần dài ra ấy ạ. Một trong hai mẫu đều được ạ. Thế ạ? Mình thu được hai mẫu thì thu cả hai mẫu, còn không thì thu một trong hai mẫu. Dạ. Tóc thì phải có chân tóc chị nhá, có cái phần màu đen ở bên dưới ạ. Dạ. Chỗ chân ấy, mình tóc thì mình phải nhổ, còn cắt là không làm được đâu ạ. Dạ. Vâng, đặt móng tay, móng chân thì chỉ cắt cái phần dài ra mà mình thường hay cắt bỏ đi ấy. Dạ. Chị em thì cầu nói thôi, sẽ chuyển cái mẫu cho một chị đó, tại vì chị thấy trước đây là nhiều anh em đã hỗ trợ giúp cho anh Randy về xét nghiệm đó, nhưng mà buồn thay mỗi lần xét nghiệm thì lại không có trùng khớp, thì khán giả và mọi người cũng buồn, và tới ngày hôm nay thì cũng không có cái mẫu nào trùng khớp cả. Thì bây giờ có những cái thông tin mới như thế này thì anh em sẽ hỗ trợ giúp cho anh Randy, cũng như là cái người mà trong cuộc á, người ta muốn xét nghiệm xem coi có phải là huyết thống hay không, để giúp ảnh để hành trình đi tìm 20 năm rồi, thấy thương ảnh quá. Cho nên bây giờ có những cái thông tin nào mà hữu ích
tại vì cái người này á là nghi ngờ mẹ anh Randy, mẹ của chị á là sinh anh Randy, ngày xưa cũng sinh một người da màu như vậy, cũng đặt tên là Trần Quốc Tuấn, Vâng. rồi cũng đi cho, thì nghi ngờ đâu đó Vâng. là mẹ của anh Randy. Thì bây giờ chị gái này chị sẽ cắt móng tay hoặc là lấy chân tóc hoặc là lấy mẫu gì đó để gửi xét nghiệm. Dạ. Vâng. Theo theo chị thì khi mà xét nghiệm giữa anh em với nhau á, anh chị em với nhau thì khoảng bao lâu mới có kết quả? Cái này thì kết quả thường nó sẽ có sau khoảng tầm 3 5 ngày. Dạ, Sau hôm khi trước thì nhắn em theo dõi á, thì giữa anh em với nhau thì phân tích nó hơi lâu, còn mẹ con thì vâng, nó sẽ nhanh mẹ hơn. con thì nó chỉ 2 ngày thôi, À thế thế nên là tầm 3 5 ngày thì đấy sẽ hả? có. Dạ. À, mẹ con thì Vâng, là trong vòng 4 5 ngày hả? mẹ con thì trong vòng tầm 2 ngày là có kết quả rồi ạ. Dạ. Còn anh chị em thì khoảng tầm 5 ngày. 3 5 ngày ạ. Vâng. Dạ. Và Dạ. cái này thì anh đi thì làm bên em cũng nhiều rồi nên là bên em cho hỗ trợ là làm kết quả ra sớm nhất cho anh. Dạ. À, thì bên bên Vâng. trung tâm của chị là hỗ trợ anh Randy rất là nhiều người mẹ, rất là Vâng nhiều đúng người rồi thân, ạ. thấy Vâng. thương lắm. Nhưng mà bây giờ có thông tin gì mới thì anh Randy cũng đồng ý để xét nghiệm như vậy đó. Thì bây giờ cái chi Vâng. phí là xét nghiệm bao nhiêu để em biết mà mình có thể là chuyển khoản cho chị như thế nào nữa. À, cái này thì mình làm là làm xét nghiệm cho chị gái đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị gái. Chị em cùng mẹ khác cha đúng Dạ. không ạ? Vâng. Ừ, cái này thì để em xin thêm ý kiến của sếp em một chút. Vì là anh ấy cũng làm bên em nhiều rồi. Nên là bên em sẽ xin là cái chi phí cho nó ưu đãi hơn á. Dạ. À, có gì thì chị Vâng. nhắn cho em cái địa chỉ với cái chi phí á, cái địa chỉ để em gửi cái Vâng. mẫu qua, rồi có gì thì em cắt Vâng. móng tay này kia nọ xong rồi em sẽ liên hệ với chị khi Vâng, mà có vâng. biết địa Rồi, chỉ để tại em vì gửi là cho. Ừ. vâng, tại vì là anh ấy làm bên em nhiều rồi nên là em Dạ. sẽ xin thêm cái chi phí xem là có ưu đãi hơn một chút. Vì Dạ. là anh ấy làm thì thật là bên em làm với anh ấy nhận mẫu cũng mấy năm nay rồi. Dạ. Nên là cái việc mà gửi mẫu bên em rất là nhiều. Nên là bên em sẽ phải xin lại xem là thời gian nó có mềm hơn một chút được không? Dạ. À, thấy thương ảnh, tại vì chị thấy là ảnh đi tìm mẹ mấy chục năm rồi mà gần đây là nhiều nhiều thông tin chia sẻ rộng rãi, thì người gia đình của họ cũng mở lòng hơn rồi, thì họ cũng sẽ nói lên sự thật là ngày xưa như vậy đó, thì nhiều bà mẹ người ta không dám nói, rồi tới ngày hôm nay thì thấy thương ảnh quá cho nên nhiều người mới thố lộ, mới 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 dám thố lộ cái điều này, và thực sự là họ rất là can đảm để họ nói lên cái điều này là ngày xưa mẹ mình như vậy, hoặc là có những bà mẹ là can đảm để nói lên ngày xưa có sinh ra một người con da màu như vậy đó. Thì có Vâng, cái đúng. thông tin đó nó hầu như là nó có thực tế là sinh ra người về người một người em bé da màu, thành ra đó mới dám xét nghiệm chứ còn nói bâng quơ là không dám. Dạ. Vâng, cái này rồi em hiểu thông tin rồi. Không biết là cái mẫu của người mẹ, người muốn làm xét nghiệm ấy, bây giờ là ở khu vực nào Dạ để hiện em còn tại biết ở là em sẽ Vũng gửi Tàu ạ. ở Vũng Tàu ạ, thì em sẽ Dạ. gửi địa chỉ ở Hồ Chí Minh cho nó gần nhé. À thế hả? Dạ. Vâng, Ok. vì là trước mới hôm gần đây nhất thì lại ở gần Đà Nẵng nên là bên em gửi văn phòng ở Đà Nẵng, thì Dạ. bây giờ là ở Vũng Tàu thì bên em sẽ gửi ở Hồ Chí Minh cho nó gần. Dạ, vậy là tốt rồi. Vâng. Dạ, em Vâng, sẽ tiến hành rồi em liên lạc với chị sau khi mà em gửi mẫu. Dạ. ạ. Ok. Dạ, vậy em chị ha. Em. Dạ, em cảm ơn Vâng, chị. em chị. Dạ, Vâng. chào chị. À, thì cũng có cái khả năng ha. Nếu mình tính ra thì cũng có cái khả nghi là tương đối, tại vì biết đâu trong bốn người đàn ông đó thì có một người đàn ông sẽ tầm tuổi 90 thì nó phù hợp Ví dụ mình phỏng đoán, ví dụ như cái người mà bà cô đó mà bả là chị á thì không có khả năng, nhưng bả là em trong bốn người đó thì có khả năng, thì phải 77 rồi thì phải mấy người kia phải 80, trên 80. À, ý là chị nói vậy nè, cái bà cô á là xác định được là bà cô đó là em của ba rồi đi, Dạ. em trong bốn người kia chết là anh của bà này, trong Dạ. bốn người là anh, còn bà này là 77 là em,
Thì từ hồi bữa giờ mình thấy bà nào cũng lên nhận mẹ là có 77 mấy thôi, không có bà nào nhận có 80. Nói cho mình càng nghi vấn hơn là vấn đề về tuổi tác, tại vì bà này bà em của ông đó. Dạ. Em của ba của anh này thì bà ông anh cũng tầm giá phải 80 trở lên. Dạ. Thì mấy cái bà mà ông 70, 72 nhận mẹ thì không thể nào. Cái thời đó không có bao giờ có người đàn bà mà hơn đàn ông nhiều hết. Cái thời như thời lớn tuổi là không bao giờ. Yeah. Ít có. Bây giờ thì có nhiều, nhưng cái thời đó là không bao giờ có. Yeah. Nên mình còn nghi vấn hơn cái chỗ đó một chút. Yeah. Đúng không? Bây giờ ví dụ như là 4 người nữa đi. 4 người thì nó khác nhau khoảng 80 tuổi rồi. Thì đúng rồi. Cái tầm là bây giờ 77 rồi 80 mấy gần 90 là có khả nghi. Có khả năng. Dạ. Có khả năng cái đó. Nhưng mà bên này là từ xưa tới giờ chưa một người nào có một cái thông tin gì để đi liên lạc hay tìm kiếm ấy. Đó. Cho nên nó có khả năng, hai cái khả năng. Một khả năng là không người đi tìm kiếm. Thứ hai nữa là cái tuổi tác là thứ hai. Còn hồi bữa giờ là đâu có bà nào 80 mà đi tìm. Ngày cái ra đi nói này, hôm nay bà cô đã 77 rồi mà bà cô không cho đi xét nghiệm ADN, thì đến khi nào bà xét nghiệm thì bà cũng lớn tuổi rồi, làm sao mà còn thời gian để bà xét nghiệm nữa. Điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là từ hồi bữa mà đi tìm đến giờ là mấy năm nữa là thành bữa nay có ta bà có thể 80 rồi. Tìm hồi bữa cái đợt đó đi tìm là cách đây mấy năm rồi, đến hồi đó 77 thì bây giờ 2-3 năm là 80 rồi. Có khả năng, chị nghi là có khả năng. Tại nếu hồi bữa giờ em coi bà cả bậc cấp và mẹ chỉ 72 thôi, 72 tuổi chưa tới 75 hoặc 77 tuổi. Đúng không? Em cứ đem ra so sánh chị với chị. Theo cái quán tính là một phần, nhưng mà theo về cái sự suy xét của về tuổi tác là thời đó cô cấp đó hồi xưa đó hồi quỷ đó không ai có tuổi hơn. Mà cô bà là em mà bà 77 mà bây giờ bà đã 3 năm thì cho bà 80 đi, thì 3-4 ông anh kia phải trên 90, 85, 90, 4 năm. Em có xem qua một lần rồi mà em học em nhớ. Xem qua một lần chị cũng xem rồi, nhưng mà bữa hôm chị vô cái chị coi lại cùng buổi đó chị nói của em đó. Chị xem lại là 77 rồi, bà cô bữa nay 77 bà không cho xét nghiệm thì làm sao mà biết đó được, sợ thời gian bà không còn dài nữa. Ai chắc chắn đâu chị mới nói với em. Thì cái khả năng em cũng nghi ngờ lắm, nhưng mà em cũng chưa có cái thông tin chính xác cho nên là em cũng còn phân vân. Okay. Chứ bây giờ thấy cũng đi tìm nhiều quá rồi, không ai. Hồi bữa giờ mình cũng thấy trên mạng cũng nhiều lắm đó. Mà chị thấy trên mạng nhiều mà, ôi thôi, cầm cho đi, có thì anh tìm ra ra đi. Mình cứ, nhưng mà là không, nhưng mà có một điều nha, bữa đó là chị nói em mà không biết là có một cái điều gì mà chị tự nhiên chị ở nhà dưới nhà đi lên cái nhà chị bỗng bóng quán mà chị bỏ cái bàn ghế ra mấy người uống cà phê đó, thấy trong đó tự nhiên có một bướm thiệt to màu đen chấm chấm trắng nữa đậu cứ nhíp 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 trong cái đậu thiệt lâu. Nó kêu có phải mẹ không, à, chị nói vậy luôn, có phải mẹ không, là bắt đầu giờ ra chị nổi hết cái tự bay đi luôn. Chị nói hai câu nói đó luôn, chị nói hai câu luôn, chị nổi cho gà luôn. Chị nói chị lên là chị thấy bướm mà cứ đậu nhịp nhịp hai cái cánh, tức là chị tâm linh chị nghĩ là có vườn. Chị nhớ liền, chị kêu có phải mẹ gì không, ngày đám giỗ gần tới rồi đó, có phải mẹ gì không. Là lần thứ hai chị nổi da gà luôn, hai lần luôn. Mà hồi giờ chị ở đây mười mấy năm rồi không bao giờ thấy con bướm nào to bằng con bướm đó, đậu cứ nhịp 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 hai cái cánh ở trên bàn luôn. Bàn cứ bàn chị bán cà phê mà không đi vô nhà nha, ở ngoài trong chị nói có phải mẹ gì không, rõ ràng luôn đó. Nói tiếng đầu tiếng sau là nổi da gà. Chị nghĩ là hồi bữa giờ chị nói với em là mới có cái hầu giờ thì chị không có thấy cái đó, không biết cái đó, không biết cái gì luôn. Mà tự nhiên chị nói bữa em bữa hôm đó để xong về chị thấy là chị nhắn tin liền cho em Zalo đó, nhắn tin Zalo cho em luôn đó.